Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Quốc hội hiến pháp chỉ là trò hề trong cuộc chơi quyền bính. Ngày 22 tháng 5, blogger gió bớt có bài bình luận Bộ Chính trị lật kèo, tô đại tướng rất kiếm phút cuối trên trang AFA tiếng Việt. Tác giả nhắc lại những câu danh ngôn của tổng trọng 30 chưa phải là Tết, đừng thấy đỏ mà tưởng là chính và chấm biếm rằng nó cho thấy chính trường Việt Nam chắc trở biến ảo khôn lượng. Theo đó, những tuyên bố chắc nịch trước ngày họp quốc hội cho thấy Tô Đại Tướng cầm chắc hai suất chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Công an. Bất ngờ, ngay trước giờ đăng quang, quốc hội trở cờ, bổ sung chương trình nghị sự, thu hội thanh thượng phương bảo kiếm đầy quyền lực. Tô Đại Tướng trúng kế điệu hổ ly sơn, mất hết binh phù, bơ vơ trên chiếc ghế quá nhiều xui rủi, số phận chính trị tương lai không biết sẽ về đâu. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Với người dân có thêm bài học mới, té ra quốc hội cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất chỉ là trò chơi của cơ quan có thẩm quyền. tác giả cho hay đến thời điểm này điều nhiều người quan tâm là ai sẽ làm bộ trưởng công an vẫn còn bỏ ngỏ. Với tuyên bố của ông Bùi Văn Cường tổng thư ký quốc hội trong cuộc họp báo ngày 19 tháng 5 mọi người đều nghĩ rằng tô Lâm sẽ một đích hai ghế vừa chủ tịch nước vừa bộ trưởng công an. dù điều này bị nhiều nhà báo và các nhà chuyên gia cho là vi hiếm. tác giả Mỹ Mai Ấy vậy mà gần 500 đại biểu quốc hội dũng cảm, thông thái, không hề có ý kiến thắc mắc, vẫn ngoan ngoãn thông qua chương trình, vẫn làm việc bình thường theo chương trình đã định. Nhưng đến trưa ngày 21 tháng 5, gió bỗng đổi chiều, báo chí đồng loạt thông tin, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, đề nghị các đại biểu xem xét, thông qua, để thêm nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm. Và đây là hình Tô Đại tướng ủ rũ với giấc mộng bất thành. Tác giả chăm chọc ngay sau đó, như đàn cừu quen được chăn dắt, quốc hội đã rụp rụp biểu quyết tán thành, với 468 trên 469 đại biểu tham gia biểu quyết. Kẻ duy nhất cả gan không đồng ý với việc bổ sung chương trình kỳ họp, ác hẳn có quyền lợi thiết thân với chương trình cũ. Tác giả Trào Phúng, may mắn sao, vào phút 89 của trận đấu, cơ quan có thẩm quyền lại đổi ý, tình cờ cứu hiến pháp, khỏi vứt vào sọt rác. Trên sàn đấu, Tô Đại Tướng đang hiên ngang như quang công đơn đau phó hội, bỗng nhiên thất thế, như bị lã mông đánh úp kinh châu. Theo tác giả, nhiều người thắc mắc tại sao cơ quan có thẩm quyền lại đổi ý nhanh như vậy. Dù cho Quốc hội Việt Nam chỉ là sân khấu kịch, nhưng các diễn viên ở đây quen diễn vai chính kịch, luôn trịnh trọng, cân đai áo mão bằng cấp toàn giáo sư tiến sĩ. Việc đàn cụ đại biểu tự vả vào mặt mình đến hai lần kém duyên so với hoài linh, quấy mông hay công lý trệ môi. Và đây là hình thái thú thiên triều với giấc mơ hoàng đế suốt đời sắp thành hiện thực. Tác giả quịch tẹt, phải chăng cơ quan có thẩm quyền cũ thiếu quân, ít tướng, không đủ phiếu, ép tô đại tướng văn ra khỏi bộ công an, nên theo kế minh tri cố muội giả vờ ngay dại yếu đuối, thuận theo yêu sách một đích hai ghế của tô đại tướng. Khi gián đã đóng thuyền, cấp thẩm quyền đã bổ sung bốn nhân sự, bèn ra kế mới du long chuyển phượng, tách hai ghế hai nơi, đẩy tô vô cửa tử. Tác giả cảm thán giấc mộng đổi ngôi của Tô Đại Tướng e rằng bất thành. Dân Đông Lào không biết nên vui hay nên buồn, thoát nguy cơ làm thần dân của Bảo chúa, từng xua quân giết cụ Lê Đình Kình, bắt bớ đàn áp biết bao người bất đồng chính kiến. Dân vẫn phải tiếp tục sống trong ách cai trị của thái thú Thiên Triệu, dân biển cho phật Mô Sa, đem núi rừng Tây Nguyên nuôi Bô Xít, một thái thú theo gương Putin, tập Cận Bình, nuôi giấc mơ hoàng đế suốt đời, bất chấp lợi quyền dân tộc ngay cả kỹ cương phép nước. Hiển hiện cụ thể trong lần này, Quốc hội, Hiến pháp bị biến thành hề trong cuộc chơi quyền bính. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Quốc hội, Hiến pháp chỉ là trò hề trong cuộc chơi quyền bính. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo Đề .để, để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thêm một nhà cải cách công đoàn bị bắt. Ngày 21 tháng 5, BBC Tiếng Việt cho hay Việt Nam bắt thêm một nhà cải cách công đoàn, ông Vũ Minh Tiến. BBC dẫn tuyên bố của dự án 88, một tổ chức phi chính phủ hoạt động về nhân quyền cho Việt Nam cho hay. Công an Hà Nội đã bắt giữ ông Vũ Minh Tiến, Trưởng phòng chính sách pháp luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kiêm giám đốc Viện Công nhân và Công đoàn. Và đây là hình bài trên BBC. Trong khi đó, theo BBC, công an Việt Nam chưa công bố việc bắt giữ cũng như cáo buộc với ông Tiến. Ngày 20 tháng 5, một nguồn tin tiết lộ cho dự án 88, ông Tiến đang bị cơ quan an ninh điều tra, công an Hà Nội tạm giam theo điều 337 Bộ luật hình sự về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước. Tội danh này có khung hình phạt từ 2 đến 15 năm tù. BBC cho biết vụ mất tích của ông Tiến khá giống với trường hợp của ông Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Bộ Pháp chế của Bộ Lao động. Trên trang YouTube được cho là của ông Tiến có một số video đăng cách đây 3 năm, trong đó có các nội dung như các hành vi không công bằng trong lao động, người lao động làm gì khi quyền lợi bị xâm phạm. BBC đặt nghi vấn, phải chăng có một làn sóng đàn áp mới nhằm vào các nhà cải cách công đoàn hay không. Theo BBC, cả ông Tiến và ông Bình đều đang dẫn đầu các nỗ lực đưa luật về lao động của Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Trong vai trò của mình tại Tổng Liên đoàn Lao động, ông Tiến được giao nhiệm vụ sửa đổi luật công đoàn dự kiến được Quốc hội ký thành luật vào cuối năm nay. Và đây là hình ông Vũ Minh Tiến, trưởng phòng chính sách pháp luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kiêm giám đốc Viện Công nhân và Công đoàn. Trong khi đó, trước thời điểm bị bắt, ông Bình đang dẫn đầu nỗ lực đưa Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế viết tắt ILO trình quốc hội. Công ước này nếu được thông qua sẽ đảm bảo cho người lao động Việt Nam quyền thành lập công đoàn độc lập mà không cần sự cho phép trước điều mà chính phủ Việt Nam không muốn. BBC cũng cho biết Viện Công nhân và Công đoàn, nơi ông Tiến làm giám đốc, là cơ quan tiến hành nghiên cứu các vấn đề lao động và cung cấp tư vấn chính sách cho chính phủ Việt Nam. Viện này cũng là thành viên của nhóm tư vấn trong nước viết tắt DAG của Việt Nam, nhóm có nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ các cam kết lao động và bình vững của chính phủ theo Hiệp định Thương mại Tự do. Vẫn theo BBC, gần đây một liên minh các nhóm xã hội dân sự Việt Nam đã để đơn khiếu nại lên EU với cáo buộc Hà Nội vi phạm quyền của người lao động. Sau đó, vào tháng 4 năm 2024, Việt Nam đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Bình, người đang thúc đẩy chính phủ phê chuẩn Công ước 87 của ILO. Và đây là hình ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Lao động. Giờ đây, việc bắt giữ ông Vũ Minh Tiến, đồng nghĩa giám đốc một tổ chức có đại diện tại DAG của Việt Nam cũng bị bắt. Bất chấp thành tích tồi tệ này, EU vẫn chưa thực hiện bất kỳ biện pháp cụ thể nào để trừng phạt Việt Nam vì vi phạm các điều khoản của Hiệp định Dự án 88 cho hay. BBC cho biết thêm, vào tháng 11 năm 2023, Viện Công nhân và Công đoàn báo cáo rằng Tại cuộc họp song phương giữa DIG của EU và DIG của Việt Nam, các tổ chức xã hội dân sự châu Âu đã chỉ trích việc chính phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền, bao gồm cả việc bắt giữ các nhà hoạt động và việc không đảm bảo quyền tham gia của người lao động trong các hoạt động thương lượng tập thể. Có thể quan chức viện công nhân và công đoàn đã chia sẻ thông tin với EU DIG và điều này được lấy làm cớ để bắt ông Tiến, dự án 88 nhận định. Ông Ben Swanton đồng giám đốc của dự án 88 nói rằng những vụ bắt giữ này là một ví dụ nữa về sự thất bại của các tổ chức quốc tế trong việc lên tiếng về những nhà cải cách mà họ rất muốn bảo vệ cho đến khi những người này phải vào tù. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thêm một nhà cải cách công đoàn bị bắt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.